Ôi, ui giời. Gọi này. Ôi giời ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình đã phát hiện ra một tổ ong đất đen. Thì cái lượng đất mà nó đùn ra cũng khá mạnh. À, đất vàng, đất vàng. Đất vàng còn tổ lắm. Ui kìa, tổ ong. Kìa. Đấy. Mình đã phát hiện ra một tổ ong như thế. Thì là mình sẽ nó đùn ra cái lượng đất cũng khá là nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm đô vào đây. Đô để đây. Bây giờ mình sẽ mặc bảo hộ vào để vào kiểm tra cái tổ ong này. Đấy. Giả nó bay về. Đấy, kiểm tra như nào xem mình sẽ bắt tổ ong này cho mọi người xem. Thì hôm nay mình sẽ bắt vài tổ. Một tổ bầu trời và một tổ bầu đất này đã. Nếu như mà không đủ nhộm ăn thì tao có thể bắt thêm ở khu vực khác. Nhưng mà đây nỗ nó nhìn mọi người nhìn. Đấy, nó đùn đất ra mọi người đấy. Đùn ra một cái sân chơi to. Đùn một đống tướng. Ai, đứng yên. Không biết cái quân nó nhiều mẹ nghe nó... thấy ù ù. Nghe thấy ù mạnh lắm. Đây nha mọi người nhé. Mình đã mặc quần áo xong rồi. Đấy, và mình sẽ kiểm tra cái tổ này nó to hay nó bé. Nếu mà nó bé thì mình phải để lại. Còn nếu mà nó to mình sẽ bắt. Đấy, mọi người thấy. Nó đi ra đi vào rất nhiều. Đấy. Mọi người thấy. Tổ này thì để biết thế nào chứ nếu nhìn thấy tổ phải đào ra mới biết được. Chứ còn nếu mà theo như cái lượng đất nó đào như này là khả năng là cũng là tương đối. Đây mọi người, nó bay ra bay vào. Không biết là nó còn lỗ phụ nào không chứ còn gì. Cái lỗ như thế này thì tổ này thì mình đánh giá thì nó cũng chưa to đâu. Hoặc là con gì đào trước xong nó mới đào tiên ạ. Chứ còn nếu mà hoặc là khả năng chuột nó đào xong nó mới đào lại tiệt ạ. Chứ còn này anh thấy cái lượng quân này thì cũng chưa đông lắm. Ui giời, ong nó bay kinh nhỉ chú nhỉ. Ui mọi người, giờ ong nó mới bay ra này. Ui ác thật. Ui giời. Ui giời ơi. Cái này đây chú ơi. Đốt này. Nó bắt nó. Cầm lấy đốt này.
run mọi người. Được đấy. Dạ. Được đấy. À, được. Khoảng ra mấy tầng chú? Chưa biết rồi. Chú có mệt không? Chưa mệt rồi để cháu đào thay cho. Chưa. Ui cái ong nó to nhỉ chú nhỉ. Đây mọi người. Cái ong nó to thì thôi rồi. Không ngờ cái con này to thật. Tiết nhộng to ăn ngon lắm. Ui, đứng giữa cái hàng vạn quân quân ong mọi người ạ, run nhiều rất. Quân không? Dạ? Mày thấy nhiều quân không? Nhiều quân lắm chú ạ. Đây mọi người. Nó đốt kinh. Ui. Nó mới chui ra. Thôi rồi. Mà cái bộ áo quần bắt ong này nóng thì thôi rồi chú. Ong nó cứ bu trước thằng này trên màn hình. Ui ổ cũng to đấy nhỉ. Kinh thật. Trời nó đâm vào cháu như hả? Nó cứ đâm vào cháu nhỉ. Nó cứ đâm bô 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 bô. Sao vậy chú? Yeah. Đi ra. Tối to phết. Đấy. Ong nó bay mù tịt như này cơ mà. Thế là tối nay được bữa rồi.
Ui, ui giời. Ngon rồi. Ok ok ok. Ôi, to hết. Sướng chưa mọi người ơi. Kinh thật. Trời. Ôi, con ong nó cứ bu. Cánh ra. Ra đi, ra đi. Vâng, vâng, vâng. Đi. Tránh nhá. Mọi người tránh ra hết nhá. Cầm nhớ cầm đôi dép đây Tiên rồi. Anh đưa, chạy để mất dép rồi. Để đấy cháu lấy cho. Ôi trời. Nó ấy rồi. Nó bay quần đi nó lở nhiều quá. Nó bu đầy máy quay hết. Đây mọi người. Nó vẫn cứ cố để đốt. Nóng không chú? Đi vào đi ông, nó đốt đấy. Đi vào hết đi. Đi xe lên lên trên đường đi. Tổ này nó lở hết quân rồi. Không còn nhiều quân nữa rồi. Úi giời. Ong rồi. Kinh thật. Sao mày cứ bay đến tao là cái gì vậy? Ui, 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 mọi người. Chết, chết. Đấy, xong cầm cái này đi. Đấy, nó. Mỗi dép nữa là chú. Còn mỗi đôi dép này nữa thôi đúng không? Vâng, chú lên đi. Khá là nóng luôn mọi người ạ. Mặc ở trong cái bộ áo quần bắt ong này. Nóng, kinh khủng. Nó còn bu không? Dạ. Nó còn bâu của người em? Còn đấy chú, để cháu phủi cho. Rồi à, giết chết luôn. Giết luôn. Giết chết. Giết chết luôn. Giết chết luôn. Đâu, cho. À đây, đây. Con này chết rồi. Đây. Mày trốn với chú à. Chú đứng dậy xem nào. Ta vẫn còn đây. Đây mà. Chú. Dưới này vẫn còn nhiều. Trong này gì? Vâng. Anh Tuyến ơi. Vẫn đem cái kéo đây. Để đấy chờ lấy cái kéo đó chú. Ôi mọi người nhá. Anh em mình sẽ đi di chuyển lên khác để bắt tổ khác nữa. Tổ này chắc không đủ ăn rồi. Ê mọi người. Vừa bắt xong, ui giời nó mẩy này. Ui giời mày rọi này. Ui giời. Ôi giời ơi. Ôi giời kìa, con kia nó bò. Ôi mẹ. Cắt từ từ, đừng bóp nó vỡ. Hỏng rồi nhá. Thôi được không? Ui giời, cái tầng này nó mẩy này. Nặng khiếp nhỉ. Mọi người nhìn xem. Đã nhỉ. Đây tầng dưới này nó mẩy chóp. 4 tầng, 1 chóp. Chóp thì không ăn thua. Chóp thì mới có tí. Thế rồi mấy tổ bên kia mẩy, tầm này mẩy lắm ấy. Đừng bẻ. Bẻ là nó bị ấy con nhộng. Bên trong, xem lật bên dưới đi. Bên dưới còn, đằng sau. Đây là bọn này bọn ong non mà.
nó cũng non rồi. Ừ, đây mọi người nhìn này, mày dọi luôn. Đấy, công nhận. Cắt nốt cái đấy xong đi về đi. Đấy mọi người nhá, mình anh em mình bắt hai tổ. Đấy, rất là kinh khủng mọi người thấy. Tuyết trầm mời luôn. Đấy. Anh em mình sẽ kết thúc video đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong keo sản phẩm thực vùng cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé.